Rồi xin chào tất cả các con. À, thầy lại tiếp tục cùng chúng ta làm một cái bài tập trong phần ôn tập học kỳ 1 toán lớp 6 liên quan đến phần tính toán. Đây là đề thi của các bạn ở Hà Nội, nhưng mà thầy thấy là trông nó lòng ngoằng quá. Trong đề thi thì đây là câu số 3 rồi. Hai cái câu tính toán trước thì nó đơn giản thôi. Chắc câu này là câu nâng cao. Uhm, nó có ngoặc đơn này, ngoặc vuông này, ngoặc nhọn này, lũy thừa này, phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia. rồi đủ hết luôn chả thiếu cái gì Thế thì chúng ta lại phải nhắc lại với nhau là gì Thứ tự thực hiện phép tính Có những điều gì cần chú ý Vì nó có ngoặc nhá Nên thứ tự làm sẽ phải là gì Chúng ta xử lý ngoặc đơn trước Sau đó chúng ta xử lý đến ngoặc vuông Rồi cuối cùng chúng ta xử lý đến ngoặc nhọn Và cũng nguyên tắc là gì Trong ngoặc trước Trong ngoặc trước Ngoài ngoặc sau Đấy ngoài ngoặc sau rồi chúng ta có cái quy tắc là quy tắc bỏ ngoặc nữa nhưng mà hãy cẩn thận với quy tắc bỏ ngoặc bởi vì đây nó rất nhiều ngoặc tốt nhất là mình từ từ hãng bỏ ngoặc nhá cẩn thận cái chỗ đó rồi tiếp theo nữa là gì lũy thừa thì phải làm trước nhất lũy thừa làm trước nhất xong rồi mới đến phép nhân chia làm sau làm sau lũy thừa nhưng mà so với cộng trừ thì nhân chia vẫn là làm trước nhân chia xong rồi mới đến cộng trừ mà người ta hay nói là nhân chia trước cộng trừ sau đấy các bạn còn nhớ chưa nào rồi còn về cái lũy thừa thì chúng ta có điều gì chú ý chúng ta biết không đó là lũy thừa là a mũ không thì bằng 1 với mọi số tự nhiên a khác không tức là a thuộc vào n sao ví dụ như là 10 mũ không thì chúng ta phải nhớ nó là một nhá được chưa nào ok thế khi mà chúng ta nhớ được những cái điều như này thì vào bài nó sẽ không làm khó lại chúng ta đâu nào bắt đầu nào thì xem nào đâu thì xem uhm, bây giờ đây cái thằng mũ không này nó sẽ bằng một này mình sẽ viết cái này trước đi cái này làm xử lý luôn đi này 5 nhân với âm 6 ý của người ta muốn kiểm tra chúng ta là gì số dương nhân với số âm thì nó ra cái gì ấy mà 5 nhân âm 6 thì ra âm 30 cái chỗ này mà ta không biết thì thì đơ luôn rồi làm sao mà làm được bài này hiểu không nào số dương nhân số âm thì ra số âm hai chỗ này mình sẽ viết trước à, cái lý thừa này viết luôn được không 9 bình phương 9 bình phương nhắc tí ra đây 9 bình phương tức là 9 x 9 thì bằng 81 Vậy mình sẽ viết cái đó trước Rồi ok Trừ 2300 đóng ngoặc Chia cho mở ngoặc 9 bình phương là 81 Trừ đi cái chỗ này này Chỗ này là bao nhiêu Là âm 30 Khi mà mình nhân hai cái này vào rồi Thì mình sẽ bỏ cái ngoặc vuông đi được Viết thế này thôi nhá cái này này ra âm 30 xong tiếp tục trừ đi mũ không mũ không thì ra một nhân với 11 đóng ngoặc nhọn cộng 2023 rồi tiếp tục xử lý cái gì xử lý cái trong ngoặc trước đi ngoài này cứ để nguyên đã trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau mà chia cho xem nào đây cứ giữ cho thầy là 81 trừ với trừ là thành cộng 30 Thầy dạy chúng ta quy tắc rồi đúng không trừ trừ thành cộng hai dấu trừ ghép với nhau thành dấu cộng mà nôm na nó cũng là quy tắc bỏ ngoặc đấy mà trước ngoặc là dấu trừ thì ta đổi dấu cái thằng bên trong thằng bên trong là trừ ba thì đổi dấu thành cộng 30 có thế thôi nhá rồi trừ đi 1 x 11 tức là trừ đi 11 Ok Cộng với 2023 ba à, Chính ra câu này dễ chứ đâu có khó gì đâu Vẫn phải là trong hoặc trước Nhớ chưa nào Trừ 2300 cứ để nguyên Chia cho Ờ... À, chỗ này làm tắt chút đi được không 81 trừ 11 trước đi là còn 70 70 cộng 30 thì nó ra 100 tức là mình tính cả cái chỗ này luôn này còn ai thích viết dài dòng thêm một bước nữa thì tùy chúng ta chúng ta viết chỗ này trước cũng được thành 111 111 xong này trừ 11 thì nó mới ra 100 là có một cái bước ở giữa nữa nhá rồi cộng với 2023 thế đến đây thì chúng ta lại phải nhớ là gì phải làm chia trước nhá cộng sau Nhân chia trước cộng trừ sau Thế chia trước thì sao? Số âm mà chia cho số dương thì ra số âm Âm 23 Rồi, cộng với 2023 Ok chưa? Rồi, kết quả sẽ ra cái gì? Nếu mà bọn con không quen cái phép cộng này ấy, Thì bọn con lộn cái này lên đằng trước Cho cái này ra đằng sau Làm như vậy thì nó dài dòng thêm một bước Nhưng mà nó dễ hiểu Ở cái chỗ này thì áp dụng quy tắc gì? Áp dụng quy tắc là đổi chỗ Nhưng mà mang theo dấu Nhá đổi chỗ mang theo dấu chúng ta có thể tìm các video lý thuyết nói về cái điều này thì chúng ta sẽ hiểu kỹ thế rồi kết quả nó chỉ ra đơn giản là 2000 được không nào để cho chúng ta một ví dụ để chúng ta làm tí cho nó vui nhá ừ, ví dụ như là à, 7 này nhân với này mở ngoặc nhọn này thì cũng làm một cái đề nó khó lên tí đúng không 8 bình phương này Trừ đi này Mở ngoặc vuông này 1 3 7 mũ 0 này Nhân với 2 mũ 2 này Trừ đi 3 này Trừ đi 62 này đã chưa có ngoặc đơn hả? Đây, thầy cho cái ngoặc đơn vào đây. Đấy. 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 Xong rồi, lại tiếp tục cộng với một này, đóng ngoặc vuông này. Đấy. Xong rồi, đóng ngoặc nhọn này. để chưa nào? Rồi. Cộng với âm 2 này nhân với 3 này rồi chúng ta cho thầy kết quả bằng bao nhiêu đấy đề bài mà thầy bịa ra đấy chúng ta xem đi cho thầy cái kết quả xem là nó ra bao nhiêu nhá tính cẩn thận xem nó có được không